Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Số phận người Việt bị khinh khi như cùi như hùi. Khi chế độ đạt đoạt được đích cuối cùng, họ bị gạt ra ngoài cuộc sống, rồi bị lùa vào trại tập trung. Và họ đã vùng lên tìm sự sống, đánh đổi cả sinh mạng để tìm được mảnh đất còn dung dưỡng tình người. May thì tồn tại chữ sống dưới một chế độ cộng sản mà bất cứ ai cũng bị cộng sản quy chụp là tàn dư của Mỹ ngụy. Đoàn người đi tìm quyền sống vượt biên và vượt biển, sau bao ngày linh đinh khổn cùng trên biển cả, mặc cho những lời vang lại, những sóng gió tung lên vật xuống, từng đoàn tàu ngoại quốc vô tình hay cố tình bỏ mặc lượt sóng đi qua. Có thuyền may mắn được tàu ghé mắt, có thuyền hoàn toàn mất sạc, có thuyền vừa may vừa rủi ngầm ngùi thủy tản, từng người xuống lòng đại dương. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên vô cùng tang thương. Chiếc thuyền đông người xuất phát từ phía nam của Việt Nam để trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Đáng lẽ thuyền đi đúng hải trình thì đến Mã Lai, Thái Lan, Indo, Singapore, hoặc lịch một chút thì qua Phi Lục Tinh. Nhưng chiếc thuyền này bị bão đánh trôi ra hướng Bắc đến Hồng Kông. Khi đổi quả ngày này qua ngày khác khiến cho ý thức hệ của con người cũng bị suy sụp. Thần kinh của con người mất dần đi nhạy cảm. Mọi cơ quan trong cơ thể của con người sắp đến thời kỳ hủy diệt. Vì sinh tồn, họ đã phải ăn những thứ mà người thường không thể chấp nhận. Đó là họ đã ăn thịt của những người đồng loại trên thuyền để sinh tồn. Chiếc thuyền được vớt đưa vào Hồng Kông. Chỉ có hai cô gái sống sót và gần như mất trí. Câu chuyện có tiêu đề Quê hương nghìn trùng xa cách, tác giả Huy Nguyễn. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Năm ngoái nhờ Facebook của Lasan Mosa, tôi kết nối lại với một người đàn anh cũng là ân nhân của tôi. Khi đặt chân lên đảo Jubilee Hồng Kông, hai anh em từng có thời gian sát cảnh. 3 tháng hoạt động thiện nguyện tại trại tị nạn, phân phối quần áo lương thực cho hàng ngàn thuyền nhân. Thời ấy không có phương tiện liên lạc, rời trại xong là bật vô âm tín. Mãi hơn 40 năm sau, lúc ấy ngày nào cũng có ghé tới hoặc được tàu vớt đưa tới Hồng Kông. Ký ức xa vời của tôi vẫn nhớ những chiếc ghe đầy ắp cả trăm người, nhưng có chuyện ghe chỉ có 2 cô gái trẻ. Câu chuyện được nghe lại, ghe vượt biên 2 cô bị tổ chức giật đường bỏ lại trên hoang đảo. Đói quá người ta lấy thịt của những người chết ăn để sinh tồn. Những người khỏe mạnh tìm cách lên thuyền tiếp tục ra đi, nhưng cũng chết dần chết mòn. Cuối cùng khi có tàu vớt thì chỉ còn 2 cô đã gần như mất trí. Dường như sự sợ hãi chỉnh có người đi đâu cũng thấy 2 cô dính với nhau. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt thanh tú với đôi mắt ngay dài. Đưa đồ gì nhận đồ đó chứ không đòi hỏi. Có lẽ cao quỷ đã đặt cách cho 2 cô vào Mỹ, và tôi vẫn mong 2 cô có một cuộc sống bình yên, không còn đau khổ với những hình ảnh ghê rợn. Thường ghé đi ngược lên hướng Bắc mà điểm dừng chân là Hồng Kông, sẽ mất nhiều ngày và dễ chết đói khác hơn ghé xuôi về miền Nam gần Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Lục Tinh. Tuy nhiên ghé hướng Nam thường bị hải tặc cướp của hàm hiếp. Có khi đàn ông thanh niên bị giết cả ghe để không còn sự kháng cự nào, mà bọn hải tặc Thái Lan hầu như chỉ là ngư phủ bình thường. Không hiểu sao chúng có thể trở nên những con người ác thủ. Chuyện ghe gia đình bên vợ tôi không tiện được lên hướng Bắc,
mà cũng không xuôi được về hướng nam. Hình như chiếc ghe trôi dạt qua phía vùng biển Phi, được mình danh là vùng biển chết do ít tàu bè qua lại. Linh đinh 41 ngày không lương thực và cầm cự nhờ những cơn mưa. Cuối cùng 10 người hy sinh, trong đó có anh vợ tôi cũng là thuyền trưởng. Anh để lại hai đứa con gái và cái bào thai trong bụng chị dâu. Sau này tôi hỏi vợ, lúc thấy người trên thuyền chết như vậy, em có sợ không? Đừng nghĩ câu này vô duyên, vì lúc tuyệt vọng quá, cái chết là một sự giải thoát. Vợ tôi nói, chị sợ mình là người chết cuối cùng, không ai cầu nguyện cho mình. Trở lại chuyện đi của tôi, đang kể gian dở. Ông anh tỉnh có đồ để xuống miền Nam tấp vào Mã Lai Á hay Singapore. Trong vòng 3 ngày tránh khu vực gần Thái Lan, trước năm 1975, anh từng là chỉ huy giang định ở Nam Du nên khá thông thạo địa thế. Nhưng con bão đã làm các tính toán trở nên vô vọng, anh phải nương theo gió, lúc chạy lúc ngừng để giữ máy con tàu ngược hướng Bắc. Các hải đảo Việt Nam quá quen thuộc đối với anh, nên anh không để bị lầm tấp vào. Nhưng lúc này thì chỉ còn chờ tàu vớt, vì đã rất xa cả trại tị nạn của Phi Lục Tân, Mã Lai, Singapore, vân vân. Một ngày linh đinh, gặp nhiều tàu lớn nhưng tất cả đều làm ngơ bỏ đi. Mặc dù ông anh tôi đã hy sinh chiếc áo cuối cùng mặc trên người để báo hiệu SOS. Và ban đêm khi thấy một con tàu chạy tới, nhưng nó cũng bỏ đi tuốt. Cũng may trên tàu mọi người rất trật tự, tuân theo hướng dẫn của nhóm tổ chức. Lúc khỏe, tôi cũng phải nhảy xuống buồng máy thay phiên cùng các chàng trai khác múc nước tràn vào ghe. Mỗi ngày uống vài ngụm nước và ngậm tí sữa ấm thọ. Phải chi khi đó có sữa cô gái Hà Lan, thì những cơn mơ trong lúc chập chờn theo sóng nước chắc sẽ đã hơn. Thế nhưng ngày thứ tư, nước và sữa cũng đã cạn, người lớn để dành cho người nhỏ. Mọi người bắt đầu biết cơn khát và nó đã hoành hành cơ thể. Như thế nào mệt quá, nên đói là không còn cảm giác. Sau này lên trại, một cậu trên ghe mà tụi tôi hay gọi là Hải Bỏng viết thư về cho mạ nó kể lệ. Không còn nước, con hoa mắt liềm dừng. Trong cơn mơ, con thấy có dòng nước suối chảy ra rọt vào miệng, nhờ thế mà sống. Đám độc thân tụi tôi chụp được lá thư chưa kịp gửi của nó. Đọc xong mấy thằng ồn ào phân tích, nó ngồi giữa con bé Hoa lúc đó 16 tuổi. Con chủ tàu dòng nước suối mà nó uống chính là của con bé này đi xuống, lỡ trụng vào miệng nó, chọc vậy mà nó không giận. Giờ thì cũng không biết lang bạc ở phương trời nào trên đất Nhật. Ngày thứ năm, ông anh phát hiện chiếc phi cơ vần vụ trên bầu trời. Anh hét lên, có máy bay chắc của Mỹ, đã từng đi huấn luyện bên Mỹ, nên anh khá rành chuyện phối hợp giữa tàu bay và tàu thủy. Không còn gì để đốt, anh kiếm được mảnh bìa có ghi sạc SOS dơ lên trời. Cao quả chắc phi công cũng chẳng thấy chữ gì đâu, nhưng chắc chắn chàng ta đã biết nó là con tàu vượt biển. Bằng một cú chao thấp từ máy bay, một cái phao màu cam rồi hai cái, ba cái, bốn cái được thả xuống quanh chiếc ghe. Ông anh ngưng máy chạy, nói mọi người nó bảo mình không nên đi ra ngoài phạm vi của phao đã thả, chắc tìm tàu cho mình. Mọi người lên tinh thần chờ đợi 30 phút rồi một tiếng, không biết có tàu nào chịu vớt. Trong thời gian chờ đợi, mấy tên thanh niên kể đủ loại món ăn đang thèm, từ bánh mì thịt, bánh xèo, bánh bao, phở rồi bún bò.
Cháu ơi, thời đó trong nước chưa chắc đã ăn được. Riêng tôi liên tục cầu nguyện trong đầu những bản thánh ca tụng mẹ Maria vang vọng mồn một. May mắn sao, từ xa thấp thoáng bóng tàu, mọi người la hét, còn sức thì nhảy cực. Chiếc phi cơ quay lại trên bầu trời, phi công lại cho cháu một vòng điều nghệ như từ già. Chúng tôi vẫy cao tay cảm ơn người hùng không ngày gặp lại. Con tàu chở hàng tới gần họ quăng dây. Một người đại diện ghé trình bày hoàn cảnh với thuyền trưởng. Sau đó lần lượt người nhỏ phụ nữ được ưu tiên đưa lên. Tôi và cô em nuôi truyền hai đứa cháu gái cho thủy thủ. Tụi nó có vẻ còn tỉnh hơn người lớn. Rồi tới lượt tôi bám chắc dây thang vẫn còn say sóng, nhưng giờ thì hình như có sức mạnh vô hình làm chủ bản thân. Lên được trên bông, tôi nhìn xuống, chiếc ghe đã được cắt dây cho trôi ra xa. Vài cơn sóng cao che khuất vực nỗi thân thương cuối cùng của quê hương nghìn trùng xa cách, chìm vào lòng đại dương. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên vô cùng tang thương. Chiếc thuyền đông người xuất phát từ phía nam của Việt Nam đáng lẽ thuyền đi theo đúng hải trình thì đến Mã Lai, Thái Lan, Indo, Singapore, hoặc lịch một chút thì qua Phi Lục Tân. Nhưng chiếc thuyền này bị bão đánh trôi ra hướng bắc đến Hồng Kông. Khi đổi của ngày này qua ngày khác khiến cho ý thức hệ của con người bị suy sụp, thần kinh của con người mất dần đi nhạy cảm. Mọi cơ quan trong cơ thể của con người sắp đến thời kỳ hủy diệt. Vì sinh tồn, họ đã ăn những thứ mà người thường không thể chấp nhận. Đó là họ đã ăn thịt của đồng loại mình để sinh tồn. Chiếc thuyền khi được vớt đưa vào Hồng Kông thì chỉ có hai cô gái sống sót và gần như mất trí. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.